wishing our dreams were meant to be. Why don't you see, why don't you feel that love is free? Itchy eat, itchy go, all alone in Tokyo. Don't you see, don't you know, they have nowhere else to go. Itchy eat, itchy go, far away from Tokyo. They believe in geisha dreams. Da-dum-dee, da-dum-da, da-dee-da-dee-da-dee-da. Da-dum-dee, da-dum-da, da-dee-da-dee-da-dee-da. Da-dum-dee, da-dum-da, da-dee-da-dee-da-dee-da. Da-dum-da, da-dee-da-dee-da-dee-da.
để giờ đây cô đơn vắng tênh, đời em đã vắng anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đoàn Hồ xin thay mặt toàn thể các anh chị em nghệ sĩ của Trung tâm Tình Production xin kính chào quý khán thính giả. Vừa rồi quý vị vừa thưởng thức một liên khúc nhạc trẻ bao gồm những nhạc phẩm top hits đang rất là được thịnh hành, rất được trình bày bởi 12 giả giọng ca Minh Tuyết, Hạ Vi, Vina Uyển My, Tuấn Quyên, Gia Linh, Thùy Vân, Huy Vũ, Philip Huy, Gia Huy, Minh Chánh, Tuấn Hùng, Kevin Khoa và 40 vũ công xinh đẹp của Trung tâm Tình. Bài hát vừa rồi đã mở màn cho chương trình Tình, Quê hương, Tình yêu và Tuổi trẻ số 13. Kính thưa quý vị, chương trình video nhạc của Tình số 13 lần này để đánh dấu một đường phục vụ nghệ thuật với những nỗ lực không ngừng về hình thức lẫn nội dung, mong đem lại cho quý vị những giây phút thật thoải mái và đầy ý nghĩa. Vâng, kính thưa quý vị, cũng chính vì nhờ vào sự ủng hộ của quý vị bao nhiêu năm qua mà chúng tôi đã có những cái động lực để mang đến cho quý vị những sản phẩm DVD, video với những tiếng hát thật là nổi tiếng và những màn hài kịch vui nhộn. Trung tâm Tình xin mượn cơ hội này để gửi lời cảm tạ đến tất cả quý vị khán thính giả và các bạn trẻ đã yêu thương và ủng hộ Tình Productions trong suốt nhiều năm qua. Nhắc đến Trung tâm Tình, nhắc đến Tuổi trẻ, Vũ có một câu hỏi này muốn hỏi mọi người là tuổi trẻ mình đam mê nhất là cái gì? Anh Don, tuổi trẻ anh Don. Chắc là mình lớn nhất trong đám tuổi trẻ đó. Thì đang nhường lại cho tuổi trẻ. Tình yêu, tiền. Tiền tình tuổi. Ờ, hay hơn đó. Thật ra nghĩ tuổi trẻ là đam mê, chắc là thích đi ăn, coi cine, đi chơi. À, cái đó là thích, ý Huy Vũ là mình đam mê. Đam mê một cái gì đó. À, không phải là một sở thích mà đam mê. Đam mê và thích đủ thứ, sở thích đam mê đủ thứ được không? Thích đủ thứ chịu tù. Ok. Đâu nghĩ mình lớn nhất trong đám trẻ đây thì là Don nghĩ nếu mà nói chung tuổi trẻ là cái tuổi rất là hăng, cái gì cũng muốn làm. Thành ra Don nghĩ cái đam mê nhất của tuổi trẻ có thể là danh vọng và tiền tài và tình yêu nữa anh Don. Dạ, tình yêu. Nhưng mà Hà Vi nghĩ thôi, mình tạm gác cái tình yêu lại đi để mình giới thiệu trong chương cái bài hát kế tiếp. Vâng, kính thưa quý vị, tiếp nối trong chương trình hôm nay là một nhạc phim với tựa đề là Ba đôi sáu chiếc đũa. Và nhạc phim này sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của nghệ sĩ Minh Tuyết. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây.